với con bông, có bông rồi đó, rồi. Rồi. Con đó. Đó, đó. Con có bông là em cầm, nhưng mà con có bông là chết rồi. Con có bông là chết rồi. Đó, cái con đó, cái con mà anh đang cầm là bây giờ nó không thay lông, anh nuôi nó cũng nay 2 năm rồi đó. Đi con đó là em ở nhà em rồi nó chết cũng tại nhà em, muốn đi vòng như nhà em chết luôn. Con này sao này tụi nó ai biết tụi nó là con có bông, anh mua xong cái hàng phương với ông kiểu tổ chức thì mì ở lề riêng là anh ra anh lấy cái khuyến khích liền á, anh về anh ôm lông cái giờ chưa 2 năm rồi. Vậy nó là cái con đó nha, không thì em biết mà nó con đó là em không nhớ con đó con nào đâu. Thằng đó thầy hồi đó tụi nó kêu gấu bông chứ anh đâu biết con nào. Con đó em cũng biết đó. Con đó là anh cầm hai con này với con đó là em biết hết rồi. Cái quả nào hồi sáng cũng nhắc mà em không nhớ con đó là con đó là bây giờ chưa thay lông được luôn. Cái gì mày chua khó này mà vẫn cầm ấy, nó vẫn chơi nó vẫn cứ giật đó, nó giật nó sách trên đó thôi trời em cứ đi xa quá mấy chuyện sâu quá mình đi xa cái con này với lại anh nhiều quá đâu anh nói cái cọng đuôi của nó lại giống như còn có cái mà anh nhiều quá anh con nào được anh khách đi hoài còn con nó cứ dấu ở nhà hoài là ngược lại nó không rớt không anh dẫn khách đi giật chứ bộ anh dẫn khách nó đi giật lên rồi lên vàng rồi lên vàng rồi còn anh cũng dẫn đi giật con đó là đùa mới nhờ hơi đất á nhờ hơi đất á cái con kia anh cũng dẫn đi dạ số họ vừa lấy xong là anh chỉ với lại phường tổ chức đã lề biên là anh ra anh lấy rồi nhảy nữa rồi nhảy nữa rồi là tại vì cái bữa đó là làm ốc nó thì hơi nhát phía sau của nó là người ta làm vườn á lúc thi thì thi hàng em về chứ phía sau là người ta làm vườn làm cây gặp nó sợ cái nón lá cái bà đó bà cứ thi cây một đội nón lá rồi nó quản gặp con nó sợ mi á anh ơi thích than à than xuống bàn lại anh ơi con này nó muốn chịu bàn đá nó muốn chịu kèo trên đầu đi ra nó sợ chắc chưa nó đẹp không đẹp không đẹp không có số điện thoại chưa chưa đang ngồi trái bên ảnh là hỏi luôn chứ điện thoại gì con nó thì kỳ kỳ anh đẹp là chơi thôi chơi nó nó quéo lại nó dạng là giờ nó dạng nó lào nhỏ nói nhạo mà anh không ngờ nó ra đây mà lại nó chơi nghĩ nó chụp chị A không á nha có chị A chị A rồi đó chị A có mũi do nó bản lĩnh nó có nhưng mà con cái là nó chưa có lửa thôi nó nói lửa không lửa không có lửa với lại anh nói lòng nó còn sót mà đem chị Hậu nó coi lại coi chứ anh thấy nó rụng là sạch sẽ luôn á anh thấy nó vô nó vũ vũ mà nó cứ rỉa rỉa mà nó rỉa trong cái góc chân lòng phải không chơi thôi nó lắc cái giá đó là lần thứ tư anh nếu mà anh thấy nó lại bỏ bê lâu á ông ra tội nó thấy nó ra nó lạ là... nó chơi mà có tập trung dòm tim mà nó dòm này dòm kia nó ngáo 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 cặp nhìn nó cặp mắt nó đâu có nhìn chưa hay quá xin ơi nhờ chim anh chim em nó chơi luôn rồi hay đừng có dấu sắc nha mày hạ thỏ thôi được má cái con này thì là quen nhớ nhiều tại vì nó cũng anh con biết là em hỏi em mua luôn á tại vì hồi đó anh nói lúc mà quân nó đang có khách cái lúc mà nó đem về nó chào á lại anh Minh biết nó chào lại không cái đợt mà cũng thanh hay sang hàng đi xin á mà nó chào nó thanh á mà giống như á con chim đẹp quá mà trả không tới nó ghét không bán á tại vì anh cũng nghe nói là quân nó chào con này tới 20 mấy gì đó 30 đúng rồi cái thời nó mỹ đang sốt mà thành ra là thôi để trần quân nó làm thì anh cũng nói ừ thôi để trần anh cũng mình giống như mình là cái người hỏi sao thì mình phải chịu thôi thì cái mang nói xấu tôi quay lại hết rồi đó nói xấu nè nó nặng quay lại rồi kìa nói chung là hồi đó thằng Quân đó thằng Hậu cũng nói rõ mà nó nói thằng Quân đang có khách con nó đã chào mình thấy đúng rồi đây người đi chào đấy để thằng Quân nó làm đây xong không xong thì em đem về đi cho anh nó nói vậy.